Ninh Bình, cố đô Hoa Lư đầu tiên của nước Việt, vùng đất hào hùng của địa linh nhân kiệt. Ký ức về một vùng quê thanh bình. Với những người nông dân đôn hậu chất phác. Hãy cùng Martin Giang trải nghiệm cuộc sống bình dị ở làng quê Bắc Bộ trong tập 4 của hành trình khám phá Việt Nam cùng Martin Giang, phát sóng vào lúc 20:30 ngày 1/2/2013 trên kênh HTV9.